Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Và bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục giúp cho các mẹ bầu hiểu rõ việc mà chúng ta sử dụng yến xào như thế nào là thích hợp nhất. Bác sĩ có thể giúp cho các mẹ bầu chúng ta có một cái thực đơn như thế nào với những thực phẩm nào là thật sự cần thiết và chúng ta nên nhớ và nhất thiết phải có trong cái quá trình mà chúng ta bổ sung thực phẩm, bổ sung chế độ ăn uống cho mình trong giai đoạn mang thai ạ? Trong giai đoạn mang thai thì mình nhớ là phải ăn ít nhất là 3 bữa chính và phải có 1 đến 2 bữa phụ xen kẽ những bữa chính này để mà đảm bảo cung cấp đủ nhiều chất dinh dưỡng và đảm bảo cái lượng năng lượng tăng rất là cao. Khi mang thai nhu cầu dinh dưỡng mình tăng rất là cao, tất cả hầu như các chất dinh dưỡng đều phải cao hơn bình thường của mình. Và như vậy thì mình phải cần phải ăn nhiều bữa, đúng không? 3 bữa chính và có thể là 1, 2 hoặc 3 bữa phụ cũng có thể bổ sung như vậy. Và trong bữa chính chúng ta phải nhớ là bà mẹ cần ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Chẳng hạn như là ăn cơm hay là ăn bún, mì, phở gì cũng phải có thực phẩm giàu đạm như là thịt, cá, trứng, tôm, đậu hũ vân vân, rồi rau để cung cấp vitamin, rồi trái cây, rồi chất béo là dầu mỡ để mà nấu nướng chiên xào chẳng hạn. Trong những cái bữa chính đó thì mình phải ăn đủ cái số lượng cần thiết, chẳng hạn như là một ngày bình thường mình ăn một chén cơm một bữa thì khi mang thai mình phải tăng lên 1,5 chén cơm hoặc là bún cũng vậy. Còn nếu mình ngán cơm chẳng hạn thì mình có thể là ăn một chén cơm nhưng mà phải ăn thêm một cái bánh mì ngọt chẳng hạn, hay là một ly chè hoặc một hũ kem chẳng hạn ngay sau khi ăn để bổ sung thêm dinh dưỡng cần thiết. Rồi những cái bữa phụ thì không nhất thiết là phải ăn một cái bữa cơm mà nhiều đủ 4 món để mà có đủ bột đường đạm béo ha, mà mình có thể ăn chỉ là một ly sữa hoặc một củ khoai, một trái chuối, một trái bắp chẳng hạn cũng đã cần thiết để mà bổ sung thêm dinh dưỡng đa dạng cho bà mẹ mang thai. Và nhớ là phải có 1 đến 2 ly sữa mỗi ngày nữa. Ngoài sữa ra có thể bổ sung thêm yến xào đúng không ạ? Nhắc đến yến xào thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều loại ở trên thị trường. Như vậy thì tại sao mọi người vẫn thường nói rằng chúng ta nên sử dụng những loại yến xào từ đảo thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn, đặc biệt là đối với sức khỏe của mẹ bầu ạ? Có rất là nhiều loại yến khác nhau, có thể là từ cái nguồn Việt Nam mình rồi nhập khẩu từ nước ngoài, và cái thành phần chất lượng nó rất là đa dạng, nó rất là phức tạp, cho nên là mình biết là thành phần cái yến xào từ đảo thiên nhiên á, thành phần khoáng chất nó sẽ hơi khác biệt so với cái yến mà của chim yến nuôi trong nhà. Vì vậy mà khi mà mua yến mình cũng phải lựa chọn của những cái công ty lớn ha, sản xuất đảm bảo có cái thương hiệu, và đặc biệt là họ chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, họ có để tên cơ sở sản xuất rõ ràng, có số điện thoại để liên lạc để mà mình có cái nơi mình có đặt một cái niềm tin, một cái bằng chứng vào khi mà mình lựa chọn sản phẩm. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn, đặc biệt là các mẹ bầu hiểu rõ hơn trong giai đoạn mang thai thì chúng ta sẽ phải bổ sung những thực phẩm như thế nào, đặc biệt là với yến xào ạ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mà Mai Phương tin rằng là nhiều chị em phụ nữ, nhiều quý vị khán giả rất là thích chuyên mục này. Bởi vì với chuyên mục này thì chúng ta sẽ có những cái nhìn thực tế hơn, khách quan hơn, sát sao hơn với những nhân vật mà chúng ta cùng trò chuyện, cùng đến để xem rằng họ đã có những kiến thức, những kinh nghiệm để chia sẻ như thế nào. Và nhân vật của tuần này là ai ạ? Mai Phương tin rằng là cô ấy đã được rất là nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ. Riêng với Phương thì đặt cho một cái tên rất là dễ thương, đó là Trùm Đẻ. Bởi vì dẫu là một bà bầu nhưng mà luôn luôn tươi tắn, luôn luôn làm cho mình luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Và vì sao cô ấy có thể làm được điều đó thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Ốc Thanh Vân. Nhân vật của tuần này là một nữ diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình và diễn viên lồng tiếng. Cô thuộc thế hệ các diễn viên trẻ sinh ra trong thập niên 1980, được đánh giá là có nhiều triển vọng của nền sân khấu cũng như điện ảnh Việt Nam hiện nay. Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất ở lĩnh vực kịch nói, vai Thủy trong vở kịch kinh dị Người Vợ Ma được coi là vai diễn ấn tượng nhất của Thanh Vân trên sân khấu kịch Sài Gòn. Trong hơn một năm, vở kịch được trình diễn tới hơn 450 lần và thu hút đông khán giả. Sự kiện đáng nhớ này đã mang lại cho Vân giải thưởng Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất, giải thưởng HTV Award 2007. Năm 2008 được xem là năm Thanh Vân có nhiều đột phá cùng với sự trải nghiệm phong phú qua nhiều tính cách nhân vật từ màn ảnh đến sân khấu kịch. Ngoài đóng phim và diễn kịch, Thanh Vân còn đóng vai trò là MC. Năm 2008, Thanh Vân đã kết hôn với bạn trai lâu năm. Đến nay, hai vợ chồng đã có một trai, một gái và đang chào đón thành viên thứ 5 của gia đình. Bên cạnh bản thân dành nhiều thời gian cho con, thì Vân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ công việc gia đình từ ông xã của mình.
Nhưng với bà mẹ đang mang bầu đến tháng thứ 6 mà vẫn xử lý rất nhiều công việc một lúc như thế, thì phải chăng nàng ốc của chúng ta đã phải có bí quyết riêng đúng không nào? Hãy cùng với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể gặp gỡ nàng ấy nhé! Xin chào quý vị khán giả của chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật của kỳ này, chị Ốc Thanh Vân. Xin chào chị. Xin chào Bảo Châu và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe Cơ Thể. Ốc Thanh Vân cũng rất là vui khi hôm nay được chia sẻ với Bảo Châu cũng như quý vị khán giả những điều mà mình lắng nghe được từ cơ thể của mình. Chị ơi, chị có thể chia sẻ với em cũng như là quý vị khán giả được biết một ngày làm việc của chị như thế nào không ạ? Chia sẻ với quý vị là thực sự là giống như là những bà mẹ khác thì một ngày của mẹ Ốc bắt đầu rất là sớm, từ 6 giờ sáng. Dù cho ngày đó có đi quay hay là không đi quay thì cũng không cho phép mình ngủ nướng. Mình đã quen, có thói quen dậy sớm để chi? Để cơ thể của mình nó được bắt đầu một ngày sớm, mình cảm thấy là mình có nhiều năng lượng để có một cái ngày làm việc nó dài hơn. Rồi sau đó sẽ là ăn sáng, uống một cốc trà sữa, ngày nào cũng như ngày nào, một thói quen thôi. Tức là một chút thời gian thư giãn cho mình vào buổi sáng. Rồi sau đó nếu như mà mẹ Ốc đi quay thì Vân sẽ tạm biệt các con rồi mình đi quay, tranh thủ về sớm nhất có thể. Và thường Vân hay kết thúc mọi việc vào lúc trước 4 giờ chiều. Cố gắng, cái đó là mình cố gắng thôi, để mình có thể về đón con. Rồi mấy mẹ con về nhà ăn uống, chơi một lúc. Nếu như mà buổi tối đó mẹ phải đi diễn thì lại tạm biệt các con, để khoảng cỡ 7 giờ mấy thì mẹ sẽ đi diễn. Và khi về đến nhà thì cũng đêm rồi, các con đã ngủ rồi. Còn nếu như ngày đó không phải đi diễn thì đương nhiên là từ chiều đến tối là dành trọn cho con, nấu một cái gì đó cho con ăn, cả gia đình quây quần bên nhau. Tối thì chơi với con, cũng bày ra nhiều trò để chơi lắm. Rồi dạy cho con, rồi cho con đi ngủ. Và sau đó thì mẹ Ốc mới quay trở lại với công việc của mình, có thể là đọc kịch bản. Vậy thì với một cái công việc rất là nhiều, cũng như là chị phải dành cái quỹ thời gian của mình cho các bé cũng như là chăm sóc gia đình, thì còn bản thân chị đối với cái sự chăm sóc cơ thể riêng của chị thì chị dành cho nó như thế nào ạ? Rất là vui khi Bảo Châu hỏi chị Ốc câu này. Thực ra có rất là nhiều người bạn cũng như là các mẹ bầu hoặc khán giả cũng hay nhắn tin trên trang cá nhân, xong rồi hỏi mẹ Ốc là mẹ Ốc ơi, sao có bầu kỳ này thấy gọn vậy, không lên cân nhiều, rồi sao da mặt đẹp, rất là nhiều những câu hỏi. Thì sau kinh nghiệm từ lần sinh bé đầu tiên, bé Kuka, thì ở hai bé sau là bé Kula và bé này là Cacao thì mẹ Ốc đã rút kinh nghiệm, cho nên là mình ăn thanh đạm hơn, không có ăn một cách là vô tội vạ. Mình cố gắng ăn đầy đủ chất nhưng mà mình không ăn quá nhiều đồ ngọt, không ăn nhiều dầu mỡ. Thấy cơ thể của mình tự nhiên nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và nhờ đó cái số cân nặng của mình nó cũng được kiểm soát. Vân vẫn làm việc, vẫn diễn kịch. Tuy nhiên mình cũng lượng sức, mình nhắm cái gì mình làm được thì mình hãy làm, chứ không có cần thiết đến mức là mình phải nghỉ hết tất cả mọi việc thì cuộc sống của mình cũng sẽ buồn lắm. Chơi với con nó cũng lấy đi rất nhiều năng lượng, hay là dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó thì Vân cũng không quên bổ sung cho cơ thể của mình những cái dưỡng chất cần thiết. Ngoài chế độ ăn uống thì mình cũng chú ý làm sao để có cái làn da nó đẹp hơn. Mình bổ sung thật là nhiều sữa tươi không đường, cứ 2 ngày là 1 lít. Rau ua thì một ngày phải 2-3 hũ. Trái cây thì coi như là ăn bất kể lúc nào có thể ăn. Ngoài ra thì mẹ Ốc cũng có một cái bí kíp khác nữa, bỏ túi, nhưng mà chia sẻ với các mẹ luôn. Mà chắc là các mẹ bây giờ thì cũng rất là nhiều người đang có cái bí kíp này. Bên gia đình của chồng Vân cũng có cái truyền thống là mọi người cũng rất là quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình bằng một cái cách mà mình vừa chia sẻ, đó là sử dụng yến xào. Thì khi mà thấy mà Vân mang bầu thì cũng rất là quan tâm, cho nên là anh chị rùa nhà mình thì có đi mua tặng vợ yến xào và mình sử dụng thường xuyên. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là mình ăn để cho chồng mình vui vì đây là món quà mà. Nhưng mà sau đó thì thấy rõ ràng là cái cơ thể mình nó thay đổi nhiều lắm chồng. Từ lúc mà Vân mang thai bé đầu tiên thì mình thấy rằng cái da của mình đẹp hơn rất nhiều nha. Mà đúng thật sự là khi sinh con ra mình cũng thấy không biết có phải là công dụng tuyệt vời của yến xào hay không, mà rõ ràng là